Xin kính chào toàn thể quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến. Như vậy là chương trình thi tiếng Việt trạng nguyên nhí đã chính thức mở vòng thi cấp huyện. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các em học sinh lớp 5 của chúng ta cùng nhau giải cái đề thi của bộ môn trạng nguyên nhí tiếng Việt ở cái vòng thi là điền từ. Thì ở đây là một số hình ảnh mà thầy đã sưu tập được và ngày hôm nay thầy sẽ giải cho các bạn chúng ta cùng nhau tham khảo. Mà nếu như các bạn nào có trùng với những bộ câu hỏi này thì chúng ta sẽ làm được và được điểm rất là cao. Ở câu hỏi thứ nhất đó là điền vào chỗ trống khai ba chấm chấm lập địa, thì ở đây các con hãy điền vào từ là khai hoang lập địa. Rồi tiếp đến là sẽ là cái câu mưa dầm thấm lâu, tiếp đến sẽ là sinh cơ lập nghiệp. Đối với câu này thì là lửa thử vàng, gian nan thử sức, muôn người như một, trọng nghĩa khinh tài, sinh cơ lập nghiệp, khai hoang lập địa, lá rụng về cội. Rồi, như vậy là trên đây thầy đã hướng dẫn cho tất cả chúng ta cùng nhau giải một số câu hỏi trong cái chương trình thi trạng nguyên nhí tiếng Việt khối lớp 5. Hy vọng là với những cái kiến thức này các em chúng ta sẽ cùng nhau có những bài thi thật tốt và đạt điểm thật là cao để tiến tới vòng thi tỉnh. Xin chào tất cả các em và các thầy cô thân mến.